Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Học Cơ Khí. Mình là Võ Trường Thảo và tiếp tục cái chuỗi video hướng dẫn thủ thuật SolidWorks cho các bạn. Hôm trước mình có hướng dẫn các bạn phím tắt, phím S. Rồi, ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phím D. Phím D này thì nó sẽ được cập nhật ở cái phiên bản SolidWorks 2016 trở về trước. Thì nó có một cái tính năng, một cái lựa chọn mới. Còn những bản cũ hơn thì tạm thời nó sẽ không được cập nhật tính năng này nha. Rồi, phím D này có tính năng như thế nào? Phím D là phím D nha các bạn. Này, phím D này nè. Các bạn chỉ cần gọi phím D này thôi. Thì tính năng của nó sẽ là gì? Ở đây chúng ta sẽ có hai cái tính năng chính. Một là xác nhận nhanh kết thúc câu lệnh. Và hai đó là cái xác định được cái cấu trúc được dẫn của chi tiết trong cái bản GitLab đó. Ví dụ như xác định nhanh cái kết thúc câu lệnh đó là gì? Ví dụ như các bạn vẽ xong một sketch, các bạn có thể gõ phím D. Gõ phím D này để các bạn có thể là bấm chấp nhận sketch, hoặc là các bạn tạo một cái extrude, cái revolve, hoặc là bất cái fillet chamfer gì đó, các bạn có thể là gõ phím D để các bạn xác nhận. Ở trong assembly cũng vậy. Đây là cái kết cấu, ví dụ như là kết cấu từ bậc thấp, bậc cao tới bậc cao nhất của nó. Thì trong đó nó sẽ có các bạn những cái get nè, hoặc là những cái lắp ráp, các bạn có thể chỉnh sửa cái này được luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào một cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể là kết hợp cả phím D và phím S hôm trước. Thì trong cái phần Solid này, bây giờ mình sẽ tạo một cái file mới. Các bạn có thể tạo một file mới này ha. Rồi, trên phần Run, tạo Sketch, mình gọi phím S. Rồi, tạo đường tròn. Ở đây, 1, ở đây, 2. Ok, gọi phím S, Smart Dimension. Rồi, giờ mình chọn lên là 55. 100. Rồi xong rồi các bạn gõ cho mình phím D. Đó thì các bạn sẽ bấm được thoát, tức là ok được cái này nè. Rồi sau đó các bạn gõ phím F, các bạn chọn extrude chẳng hạn. Nhớ nhớ lưu ý là nếu như tới đây các bạn có thể là kết thúc được cái lệnh extrude này có phải là bằng phím D được, nhưng chúng ta đang các bạn thấy là chỗ này đang bôi cái một cái 10 đó. Cho nên nếu như các bạn bấm phím D thì cái phím D đó sẽ nhảy vào đây. Cho nên lúc này các bạn muốn bấm nhanh được thì các bạn bấm ra màn hình cái nha. Bấm ra màn hình cái thì cái 10 này nó bị tắt đi nè. Thì lúc đó các bạn mới gõ D được, các bạn bấm xác nhận nha. Đó. Thì bây giờ mình làm lại cho mọi người thấy để nó nhanh như thế nào nha. Bây giờ mình bỏ cái này đi. Mình quay lại cái chỗ cái két hồi nãy đúng không? Đó, cái này là két mình mới vừa xong nè, mình gõ phím D này, xác nhận nha, xác nhận két. Rồi, gõ phím S. Extrude. Sau đó chọn cái két này đúng không? Rồi, bây giờ mình gõ bấm ra ngoài cái này, gõ phím D này, xác nhận này. Đấy. Đó thì chúng ta sẽ làm được nhanh chóng đúng không? Bây giờ mình muốn sửa lại thằng này thì mình chỉ cần bấm vào đây mình edit. Đó, thì đó sẽ là cái phần những cái tính năng của cái phím D đó. Thì ngoài ra nó còn có cách xác nhận một cái bảng như thế này. Các bạn có thể là xem được cái bật lệnh của nó. Ví dụ như chúng ta tích vào cái mặt này, các bạn có thể thấy là trên này này, trên này thì nó sẽ có những cái bật, ví dụ như cái mặt này, cái lệnh này, feature này, cái body này, hoặc là cái bảng này. Đó, thì các bạn có thể là gõ bấm như mặt đây, xong bạn gọi cho mình phím D thì nó cũng xác định được cái kết cấu chỗ này. Thì trong này các bạn có thể là sửa lại lệnh sketch từ cái lệnh revolve này. Trong cái revolve nó sẽ có sketch, các bạn có thể sửa lại được, có thể bấm vô đây xong chọn edit. Rồi giờ chúng ta có thể sửa, ví dụ như 4 5 độ này, chúng ta có thể sửa thành 4 độ. Rồi 1.5 này các bạn có thể sửa 1.7. Sau đó làm cái gì? Sau đó các bạn gõ phím D, các bạn bấm ok thì nó sẽ cập nhật lại cái này cho các bạn. Đấy. Đó, được không? Thì các bạn có thể là chọn nhanh một cái gì đó, ví dụ như mà muốn sửa fillet thì các bạn bấm đây, gõ phím D này, nó có thể là sửa cũng được luôn. Hoặc á là nhanh chóng nhất là các bạn có thể bấm như đây, bạn chọn edit này cũng được, edit feature ra. Đấy. Và lưu ý với các bạn một vấn đề nha. Phím D này nó sẽ có nó sẽ gần gần giống như là cái phím tắt, phím chuột phải của chúng ta. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái bài hồi nãy. Bài này nha. Rồi, giả dụ như trên cái mặt này mình tạo sketch. Rồi bây giờ mình đục một cái hình chữ nhật thì các bạn gọi phím S này, khỏi kéo lên đây. Gọi phím S này, vẽ một hình chữ nhật này. Đó, gọi phím S này, đo kích thước này. Rồi, 30. Này các bạn chọn cho mình đó là 20. Rồi, ta gọi phím D đúng không? Ok ha. Rồi, gọi phím S, chọn S trước kết. Rồi, các bạn chuột phải này. Sau các bạn ok nè,
cũng được. Hoặc là sao, ví dụ như bây giờ các bạn sổ này ra, các bạn chọn cho mình là tính năng true on đấy, tính năng true on ở đây ha, thì các bạn có thể bấm chuột phải, các bạn bấm ok đây cũng được đó, chuột phải bấm ok đây cũng được, hoặc là tương ứng với cái việc là bạn bấm d ok đây cũng được nha. Đấy, còn có một tính năng nữa là chuột phải nữa, thì mình sẽ từ từ mình sẽ nói với các bạn sau. Ví dụ như đây nè, mình chọn fillet đúng không, bây giờ mình gọi s, mình chọn fillet này, rồi mình chọn cái cạnh này, cạnh đây, cạnh này, cạnh đây đó, thì mình bấm chuột phải ở đây này, bấm chuột phải thì tự động nó sẽ thoát cái lệnh, nó sẽ chấp nhận cái này luôn ha. Thì nó cũng tương ứng với cái chuyện là các bạn có phím D đó. Nhưng mà cái đó từ từ mình sẽ nói sao về cái phần bấm chuột trái chuột phải, hay là các bạn cài đặt phím tắt phím chuột sao. Rồi bây giờ tiếp tục tới về cái phần assembly. Assembly trong Drawing các bạn cũng có thể là bấm phím D được. Đấy, assembly thì nó cũng giống như vậy thôi, thì nó cũng cho các bạn những cái kết cấu, ví dụ như là cái lệnh gì, rồi trong cái đó nó có những cái lắp ráp là gì. Ví dụ như mình chọn bề mặt này, mình bấm phím D đó, thì các bạn có thể bấm vô đây nè, các bạn để ý nè, nó sẽ có một cái dòng trên này nhưng mà nó hơi xa cái vị trí các bạn chọn, cho nên các bạn bấm phím D ngay đây luôn cho nó ra đây luôn. Ví dụ trong này nó có bề mặt nè, trong cái lệnh Boss Extrude này nè, nó có cái sketch này, các bạn có thể bấm vô đây các bạn sửa lại được. Đấy, sửa lại đây. À, để không, ví dụ mình sửa ở đây thì mình bấm vô cái ba phi ba này, các bạn sửa lại, sửa lại xong là bấm phím D ok rồi D tắt luôn cái này nữa, chúng ta không có chỉnh sửa tiếp nữa, chúng ta thoát luôn. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế phím D này, ví dụ các bạn không thích phím D thì các bạn có thể là cài đặt bằng phím khác. Phím khác thì các bạn có thể là chỗ này nè, đấy các bạn vào phần Customize Keyboard và các bạn gõ cho mình, search for cho mình cái tên này, mù nè, mù pointer này thì như sau. Thì các bạn bây giờ mình sẽ vào đây nha, chi tiết này rồi, các bạn có thể là vào chỗ này ha, các bạn có thể thiết lập lại cái lệnh phím D đó bằng các bạn xuống đây chọn Customize chọn Keyboard rồi ok. Bây giờ mình sẽ gõ là phím D, hoặc là các bạn có thể là lọc ra cho mình cái gì, lọc ra những cái phần là Command Width nhà keyboard shortcut này đó, thì đó nó sẽ liệt kê ra những cái phần là các bạn được thiết lập nè, các bạn có thể tìm đó. Rồi đó, tại vì mình cũng quên mất cái lệnh là đây đây move move selection này, đó là phím D của các bạn đó. Các bạn có thể là đổi cái phần này thành là phím K hay là phím y ngắn hay phím U cái gì đó tùy ý các bạn. Đấy, các bạn bảo ok thì đó cho phần cài đặt chuột, quay cài đặt chuột này, cài đặt phím này, cài đặt lệnh, nút lệnh này đó, thì mình sẽ mình đã có video hướng dẫn rồi đó, thì các bạn có thể là xem cái phần video hướng dẫn ở trong kênh YouTube của Học Cơ Khí cũng có luôn này. Rồi để không mọi người, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn thêm một phím nữa, đó là phím D, phím D này nha, D ok. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn cái phím tắt này, nó sẽ làm cho các bạn thiết kế nhanh hơn, đỡ tốn cái thời gian các bạn di chuyển chuột nhiều đó, tránh mất thời gian. Rồi chúc các bạn thực hiện thành công, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Rồi, nếu thấy video hấp dẫn thì các bạn có thể là like, share và lại bình luận để đóng góp ý kiến, mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất tới các bạn nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.